đều là những ngôi sao hạng A của Vbiz. Hà Hồ và Lệ Quyên sở hữu khối tài sản kếch xù khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từng là cặp chị em thân thiết của Vbiz, Lệ Quyên và Hà Hồ khiến dân tình ngưỡng mộ vì một tình bạn đẹp. Tuy nhiên, từ năm 2015, cả hai vướng tin đồn gạch mặt. Sau drama năm ấy, nữ hoàng giải trí và nữ hoàng phòng trà hiếm hoi xuất hiện bên nhau. Nếu đụng mặt tại sự kiện sẽ bơ đẹp đối phương. Ấy thế mà mấy ngày qua, Lệ Quyên và Hà Hồ cùng có chuyến công tác tại London để tham gia một sự kiện. Dễ dàng nhận ra trên mạng xã hội, cả hai thi nhau đăng ảnh phát cẩu lương bên nửa kia, chứ không có bất kỳ động thái nào liên quan đến đối phương. Tuy nhiên, mới đây Đàm Vĩnh Hưng đã hé lộ những thước phim trong chuyến đi công tác này. Khoảnh khắc hiếm Hà Hồ và Lệ Quyên chung một khung hình cũng vô tình bị lộ. Có thể thấy Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn sát cạnh nhau, trong khi đó Hà Hồ lẻ bóng vì không thấy sự xuất hiện của Kim Lý, dù anh có đi công tác cùng vợ. Trong những hoạt động chung, Hà Hồ và Lệ Quyên sẽ đứng cách xa và không có tương tác với nhau. Trước đó Hà Hồ và Lệ Quyên cũng cùng check-in ở sự kiện lớn nhưng không ngồi cùng góc. Dù không còn đả động gì đến nhau, nhưng nhìn cuộc sống hiện tại của Lệ Quyên và Hà Hồ, nhiều người vẫn thấy đâu đó có sự tương đồng. Nếu Hà Hồ đang êm ấm bên Kim Lý và cặp song sinh kháo khỉnh, thì Lệ Quyên như sống lại tuổi đôi mươi bên người yêu Lâm Bảo Châu. Bên cạnh đó, với chục năm trong nghề, cả hai cũng sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vậy khi đặt lên bàn cân giữa Lệ Quyên và Hà Hồ, ai giàu hơn? Nói về Hà Hồ, trước khi về chung một nhà với Kim Lý, cô được biết đến với danh xưng là nữ hoàng giải trí. Mỗi show đi hát đều tương ứng với cách xê cao ngất ngưỡng. Không những vậy, cô còn là gương mặt được nhiều thương hiệu chọn mặt gửi vàng. Thế nên sau quãng thời gian làm việc, khối tài sản của giọng ca gửi người yêu cũ không phải dạng vừa. Hiện tại Hà Hồ hiện sở hữu một căn biệt thự trắng tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết dinh thự trị giá khoảng 30 tỷ, được thiết kế riêng với phong cách hiện đại và sang trọng. Không chỉ vậy, Hà Hồ còn có riêng cho mình vài chiếc xế hộp đắt đỏ và vài bộ sưu tập đồ hiệu như quần áo, túi xách, mắt kính, toàn là những thương hiệu cao cấp khiến ai nhìn vào cũng lác cả mắt. Hiện tại nữ ca sĩ cũng đang sở hữu và điều hành thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình. Ngoài ra, Hồ Ngọc Hà cũng rất đắt sâu và đi đôi với đó là tiền cách xê trên trời. Nữ ca sĩ tuổi Tý kiếm bộn tiền từ tiền phát hành ca khúc mới, đi hát tại các chương trình, làm giám khảo game show, dự sự kiện, đóng quảng cáo, làm đại diện thương hiệu, làm người mẫu, đóng phim. Theo các nhà tổ chức sự kiện tiết lộ, từ năm 2019, Hà Hồ đã có mức cách xê dao động từ khoảng 7.000 đô đến 10.000 đô tùy tính chất chương trình và mối quan hệ đôi bên. Hiện tại con số này có lẽ đã tăng cao hơn rất nhiều. Không kém cạnh Hà Hồ, Lệ Quyên được biết đến là đại gia ngầm của Vbiz và nhìn khối tài sản mà nữ hoàng phòng trà đang sở hữu mà dân tình không khỏi choáng ngợp. Gần đây nhất phải kể đến dinh thự triệu đô vừa hoàn thành xong của nữ ca sĩ. Ngoài diện tích và vị trí địa lý của ngôi biệt thự này, từ thiết kế đến nội thất đều khiến cộng đồng mạng suýt xoa vì độ sang trọng hiện đại xứng tầm với tên tuổi Lệ Quyên. Đồng thời, Lệ Quyên là một trong số ít sao nữ sở hữu nhiều xế hộp hạng sang. Năm 2014, cô khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi chơi lớn sắm dòng xe Mercedes-Benz GL500 có giá 5,3 tỷ đồng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ sở hữu 3 chiếc xe Mercedes có tổng giá trị lên đến 12 tỷ đồng. Sau khi ly hôn, Lệ Quyên cũng thu hút sự chú ý với loạt đồ hiệu trang sức bạc tỷ. Lệ Quyên được người hâm mộ gọi là nữ hoàng Hermès. Khi nhìn qua cả tủ túi với giá vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, thậm chí cùng một mẫu mã, nữ ca sĩ sẵn sàng chi tiền tậu vài màu khác nhau để hợp với từng phong cách. Chính cuộc sống giàu sang của Lệ Quyên khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc về mức cách xê của cô. Trong một lần, Hương Tràm vô tình tiết lộ đàn chị đã bỏ lỡ hai show diễn với thu nhập lên đến hàng tỷ đồng để đến ủng hộ mình. Điều đó cho thấy thù lao của giọng ca ai khổ vì ai không hề nhỏ.